Rio có dậy đi học không? Rio à, 7:30 rồi, Rio có dậy đi học không? Không hả? Có dậy đi học không? Rio có đi học không? Không á. Chết rồi, 7:30 nữa mẹ còn phải đi làm nữa chứ. No cái gì mà no? Chị ô dậy nào. Chị ô làm cái gì mà chị ô ngủ mệt vậy? Có làm cái gì đâu. Chị ô có làm cái gì đâu mà đi ô ngủ ghê vậy. Dậy đi cho mẹ con đi làm nữa này, mẹ con đi trại này trễ rồi. Cho em ăn sáng mẹ còn phải đi trại nè. Rio ơi, Rio dậy đi. Rio của mẹ dậy đi, mẹ gọi cho bố mà bố không có bắt máy nè. Quay phim cho bà nội xem nè. Vừa lười học này. Giờ này còn ngủ nướng này. Lấy tay che mắt đây này. Có dậy không? Dậy đi. Nâu cái gì mà nâu. Chết thôi, lười học kiểu này. Giờ mà không vào đánh thức cứ ngủ đến 8-9 giờ. Mở cái mắt ra mẹ xem nào. Dậy nhá. Đứng lên mẹ bế em nào. Mẹ cởi tá cho em nào. Nhanh lên. Mẹ cởi tá cho dai mẹ nhá. Mẹ cởi tá cho dai của mẹ nhá. Giỏi quá, giỏi quá. Ôi trời ơi, chim cong lên rồi đây nè, không dậy để mẹ đi tè nè. Không dậy để mẹ đi tè nè. Trời ơi, nặng thế này mấy ký luôn rồi. Mau dậy đi. Dậy đi nào.